Lên kính luôn, đủ mà chơi lên kính luôn. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi đang có mặt tại vùng đất Quảng Châu yêu dấu. Đây là mì tôm, trong khi anh em đi câu thì món ngon nhất ở lên mặt nước là mì tôm. Ủa, có cái áp chứ quay nghe. Promovi. Ô mày lụi chập. Rồi rồi, bỏ vô. Ôi, mình hái một cái sắm nhập không ạ. Hôm nay đi câu với mấy cần thủ 74 Đông Hà. Rồi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã tiếp tục quay trở lại. Những hình ảnh mà chúng ta đang xem đó chính là những hình ảnh trong cái series đi câu cá đi biển của Cảnh Dương Phúc. À, cho lên. À. Mũ quà. Mũ. Đây. Cần thủ đến từ Đông Hà. Hello anh em, Ron. Chuẩn bập liên đi. Mũ chấm á, ra như đi luôn đây nè. Cái nước sâu sâu hơn tí. Dạng không, dạng thấp. À, Mario cũng mũ chấm nó ở dạng thấp. À, Mario nó cũng ăn dai như thế này hả? Biết à, cái đó thì chịu, chưa biết. Hên xui. Đây nước cạn à, cầu cá, lấy cá hằng sướng à. Anh tối, anh thật tối lắm kìa. À, lại là con cổ. Tắt đây. Đưa con đi làm 7 mét hả? À. Cứng. Đố kho, kho ngon. Con đi làm 7 mét, cứng đỡ. Đố có cái kim ngon. Qua đi. Qua đi chơi nha, phá 2 ấy. Lại là khoang cổ. Tiếp tục khoang cổ. Cứ em hướng cá anh với quen. Lên hàng. Mũ. Đồ mà theo cháu mua đứt cái này ăn đi. Bánh. Bánh rồi. Đá vào cổ. Câu cá ra đi một miếng môi cố phải đủ một chút có đúng rồi đúng rồi đồ mà ngày của khu em nhau má kéo cá liều vậy đá khoan cổ tiếp. Đây bọn ngoài bọn em là câu là câu như thế ăn rồi bé rồi. Chào mẹ, mà cô em bắt hết cá rồi. Đuổi vô Đông Hà cho nó cho đủ. Đấy cả như quá. Không còn như là câu cả chục câu. Bà đó lời 12 cho em. Lấy nhỏ. Lời 8 mà lời 9 nào. Đồ này lấy 15 nó không ăn đâu ấy nè. Nay này trai này toàn câu khoan cổ không ơi. Tiếp à? Mũ à? À khoan cổ, đá khoan cổ tiếp. Gần mũ. Mực ngắn lên đi. Mũm nó nhỏ nè. Cái mồm nó nhỏ nè. Nó nuốt luôn. Chứ cái này còn đùa hả? Cái đùa giả sao? Chú. Đây là khoang cổ. Điểm cá khoang cổ bé ạ. Cái chùm diêu. Đá là không được, đến là được. Câu vui là được. Cá chim được.
ăn sẽ lé từng này ăn mảnh mài em càng hít. Anh này chết chết chết. Tiếp tục khoan cổ. Nát bô luôn. Rồi được cái này em mua được. Nổ súng liên tục luôn rồi bái. Mua màu à? Thiếu đâm đó. Không đó, đó do cái cần nó dài không? Đủ cái giấy của ai? Ngang của tôi. Các cục chiều mày luôn đó. Nói đâu mà nặng. Nó đâm là... À con, anh đẻo bạn cô ấy, nó đù mà con cái giấy. Anh trai. Chạy á, đừng có đi đường mày. Mở ra lên, mở ra lên. À, mà dính còn tí. Mở ra lên. Là còn khi này hành múc cái được của em. Mà hành à. Thằng là... Rốc. Ở đây kêu cả gì anh? Thằng Lăng. Thằng Lăng à? Người em kêu cả rốc. Cá dốc là kêu ở đây vẫn có cái trường có, nhưng vẫn mà... Vẫn có cá dốc và cá kia, cá loại kia. Không có đâu. À, đi rốc cọt ra. Tiếp à, đã nổ súng tiếp à. Thôi chứ. À, con đi ngon nè. À, đếm. Con đi ngon nè. Đếm. Con này mà vào mỏ rồi. Đếm. Vậy đếm. Ngon này, cả này ngon. Nếu... Giết cái thôi, nó có chết đâu. Thì rất là nổ ra đấy. Lưỡi ngắn độc này. Phải thấy cái mua tính này. Có hai lùa vậy ạ. Nhiều nơi rồi. Đi dạng đẹp nè. Rồi. Nổi chỗ là có cá liền. Tài thiệt. Mú à. Đổi chỗ là đổi cá luôn nè. Cái à, từng này là xà lén rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ vô đảo nấu ăn. Còn chưa biết đi về khi nào. Có lẽ là chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi. Cá bớp, cá mú. Cả con tươi không? Tươi chứ. Đây là một món mới này. Cá kho với rong biển. Không biết ăn có ngon không mà thấy cái anh cu em này, anh nói là ngon lắm này thì ăn thử bữa rồi này. Món này là món của dân Cà Tùng này. Không biết ra trò heo bè nhưng mà thấy đại con cá không ngon lắm. Đó, cái này là cà cà. Mua màu nó càng ngon à. Đủ mà anh đi đi thôi rồi. Đúng rồi, được rồi. À, kho tầng này nè. Rồi, nó kính tầng. À, là cá kho với rong biển nè, đậu ở trên này nè. Ít có bột không? Bột không có.
không cầm đi. À, nấu cơm mà ở trên này có bếp sẵn này. Đó vì có người ở nè. Có. Cắt cá chín nhỏ. Cho cá vô. Này, nấu canh nấu nước luôn. Nè, cơm chín nè, nào cho lên sàn ạ. À, thủ công được, máy móc không có gì thủ công. Để đi uống xong cái là không câu. Mời các bác ăn cơm ạ. Để vô đây. Rêu mừng ngoài. Được con. Rộng bé ăn ngon lắm. Lấy nè. Lấy ăn này à? Để hơi mặn này. Nổ nó mắm kiểu này. Nó dài dài nè. Là mình phải bỏ ở trên. Mình phải bỏ ở trên. Của em nè. Ừ. Không được đó. Nó này tâm thương lên họ ngấm. Ngấm quá. Rồi phơi khô. Có gì không? Dài quá này. Dài là. Vậy em nổi cầm ra con mà cắn rồi. Kiểm tra lại cái tập mặt cho nó ngon. Có ngon ăn kiểu cái kiểu khó này là mình dạng kiểu khó này lên bụng khó mà khó cái rống này thì ăn rồi mà những kiểu khó thì để đồ mau á. Đã quên đây ngon đấy. Quên xong qua nó buôn ngày mà đây. Thằng cho về rồi, thằng cho sẽ sống về rồi. Sống à? Ừ, sống. Sống là đi biển cơ. Hẳn là thích kiểu như thế nè. Hẳn là tưởng đi là đi kiểu như thế này không? Mà hôm qua mà đi ngay sống á. Lình lén mà mấy còn mấy là tụt tụt rồi. Khi ăn lắm, cá rất ngọt rồi đó. Hai miếng là cả đời hẳn ăn cả. Có ăn mới hẳn được ăn. Vô hồng không? Rồi, ăn no rồi. Thôi bây giờ là ngủ nghỉ tí nè. Đây lên cái mặt sau đảo đi ngồi cho nó mát. Cá ở bên nước ngoài mà cái kênh này là vẹt là cá liền à. Đây. Ngoài ngấm đây còn cá. Ngắn à? Ngoài có nước mà có cá nè. Ồ, cái bắt đá. Cá cầm một nhỏ nhỏ nha. Có như này là thả nha. Thả đi. Tiếp tục câu cá. Đại dương. Quay về to lên em săn tiếp. Bây giờ câu được cũng khá nè. Để không quay, không ghi.
tiếp tục. Đấy. Hả? Mình câu cho mỗi con cá sớn đi. Câu đó, chỗ đó, chỗ mình sáng ngày câu đó đó. Cá từng là đủ ăn rồi. Bây giờ là. Ô trời. Chuyển đi ạ. Chuyển đi này. Nhiều ai? Ở đó, ở đó, ở đó. 225 chân. Đủ ăn rồi, giờ là vô đảo nè. Vô đảo nấu ăn nè. Bây giờ lên đảo lặt củi nấu cơm. Nấu xong ra con mực. Để đây cấp lé làm cá, còn cho hai đằng kia nó đang đi câu lùa bên mặt sâu, qua thử có con nào không. Nấu cơm. Đây, tiếp tục cá mú khó dòng biển. Tập trước là cá khoang cổ, bây giờ là cá mú. Ham đủ nhiều gạo này. Hai thằng ăn khỏe quá. Tầm lưng à. Cá to nè, lúa đang cá to nè. Lúa to cá to. Hả? Hay không? Mình ngắm nó đang nhiều. Không, cá mú quà này về là to nhất cả đó. À. Đó là to lắm mà. Con được 1 lạng hoặc 1 lạng rưỡi. Nó to lắm mà. Con đi, con to nhất được 1 lạng 2. To được khá to rồi. Nè. Hai ông nó đi xa quá. Đây đúng nhiều quá. Khi nào mà hết hết. Rồng, rồng này. Khi nào mà hết cái mùa rồng này là lúa sướng. Vậy à? Lúa mùi mì mà. Ông này ông mê câu lúa dê quá mà. Đó, nó mắc cái vậy ra tao cũng chung chữ tờ à. Thôi thôi, về ăn cơm, về ăn cơm. Wow, cha là trời ơi, thơm lừng luôn. À, cơm xong. Đó. Cơm tụ ong à? Cơm tụ ong. Quá xui nó tự xui. Ngon, quá đẹp. Trời, người dân kiến ăn rồi hổng thật. Người dân kiến ăn thật. Đây kênh. Làm. Rồi. Nhưng mà tụi nó ngon hơn đúng không ạ? Ngon hơn trước rồi. Trời ơi. Vậy bữa nay cho ướp thì kinh nghiệm hơn nhá. Ăn có sức một câu. Giờ mua vậy. Con ạ. Nghỉ ngơi tí nữa là đi câu mực. Xong rồi lên đảo ngủ. Có lẽ là chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi xem thử là có câu được mực hay không. Thì cũng không rõ là câu được hay không đâu, đều cũng phải đi thôi. Vì mực chưa vào mùa. À, không cảnh à. Miếng. Ừ. À, bắt đầu đi câu mực. Hai cần thủ trong hà này, một anh câu mực này, một anh câu cá này. À, hôm nay câu mực không có rồi cả nhà ơi. Bây giờ là xếp cần vô đảo. Rồi, đưa hai cái đọt đấy. Vô đảo còn ba con cá mú. Khi chiều hai thằng nó lùa được đó thì lùa nấu luôn nhậu. À đây có đám cá suốt này mới ăn, là nuôi lồng ngoài mới ăn cho, là giờ hấp
khỏi ăn cá mú ăn mấy ngày liên tục rồi. Wow, thơm lừng rồi bây ạ. Chính là ai, quên rồi. Anh đi xào cẩn thận. À, cá úp hấp ạ. Ê, bác ạ. Yo. Nó được không? Yeah, chấm khỏe thôi. Ăn được không?